những năm qua tỉnh long an luôn xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường không đánh đổi môi trường lấy kinh tế do đó công tác bảo vệ môi trường được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành các tổ chức cá nhân chấp hành pháp luật về quản lý môi trường Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 4174 quy hoạch địa điểm xử lý rác thải và quyết định số 4528 về điều chỉnh quy hoạch địa điểm xử lý rác thải tỉnh giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch các địa điểm xử lý chất thải rắn được tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Toàn tỉnh hiện có 24 đơn vị thu gom, 4 vị trí xử lý lý chất thải rắn sinh hoạt, 5 đơn vị xử lý chất thải trong khu cụm công nghiệp. Qua đánh giá, công tác thu gom, chuyển chuyển và xử lý chất thải rắn tại các địa phương tương đối ổn định, chưa xảy ra tình trạng ủng ứ rác. Các đơn vị thu gom quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển như trang bị xe ép rác chuyên dụng, khung chờ lấy rác phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, thực hiện các biện pháp kỹ thuật hạn chế rơi giải nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển.